Xin chào thầy Nguyễn Văn Hiệp, phụ trách môn vi xử lý. Em tên là Nguyễn Quang Hải, mã số sinh viên 1615150. Thì hôm nay em sẽ làm bài tập đề nhà, đó là bài tập 3 cho hệ thống vi điều khiển PIC16E857 kết nối với hai led bảy đoạn, ba nút nhấn thường hở up down star. Ban đầu hai led bảy đoạn hiển thị 0,5. Khi nhấn thả up, giá trị hai led bảy đoạn tăng lên một đơn vị. Khi nhấn thả down, giá trị hai led bảy đoạn giảm đi hai đơn vị. Và nhấn up down thì nó chỉ hiển thị trong phạm vi từ 0,5 đến 15. Khi nhấn thả star thì led bảy đoạn đang hiển thị số bao nhiêu thì sẽ giảm ngược về 0. Khi đếm đến 0 thì nó sẽ đặt lại số bắt đầu đếm. Thì câu yêu cầu của câu A đó là thiết kế mặt phần cứng cho hệ thống. Thì em đã thiết kế mặt phần cứng trên Protus, là em sử dụng con PIC16E857, là gồm kết nối là gồm có thạch anh, kết nối thạch anh thêm thạch anh bên ngoài và nút nhấn nhấn khởi động reset lại cái PIC này, rồi hai con led bảy đoạn kết nối qua một cái chợ băng và kết nối vào các bọt C và D của con PIC16E857. Còn lại là từ chân B0 đến chân B2 sẽ kết nối vào các nút button start, up và down. Đây là mạch thiết kế cho mình Protus của em. Đề tiếp theo, tiếp theo đề cô B sẽ là vẽ lưu đồ chương trình. Thì lưu đồ chương trình là em sẽ giới thiệu cái lưu đồ chương trình đã vẽ. Thì ban đầu vào thì mình sẽ khởi tạo các bọt đếm, sẽ dùng ba biến là biến đếm sẽ bằng 5, giữ và biến y. Thì ban đầu khi mình vào thì mình sẽ kiểm tra là mình khi mình nhấn thả nút up thì biến đếm bằng 5 á, thì nó sẽ đếm lên một đơn vị và nó đếm dần dần đến khi nào mà nó giá trị là 15, tức là sai á, giá trị đếm này nó phải lớn hơn giá trị đếm nó lớn hơn 15 á, thì là nếu mà nó đúng á thì nó sẽ kết thúc, còn nếu nó sai á, tức là đếm này nó bằng 16 chẳng hạn, thì nó sai nó sẽ quay lại ban đầu. Thì ban đầu này nó sẽ kiểm tra là mình nhấn nút, khi mà nhấn nút down nữa, khi mình không nhấn nút up mà mình nhấn nút down á, thì là biến đếm này này, là biến đếm này mình kiểm tra xem là đếm này nó có lớn hơn hoặc bằng 7 không. Nếu mà biến đếm này nó lớn hơn bằng 7 á thì nó sẽ giảm đi hai đơn vị và nó sẽ quay lại nó giảm tiếp. Còn nếu mà đếm thì nó mà sai á, tức là đếm nó khoảng bằng 6 hoặc bằng 5 á, thì là nó 6 hoặc bằng 5 á thì nó sẽ không có giảm được. Đi xem bằng 5 á thì nó bị sai, nó không có nhấn giảm được. Thì nhấn giảm được. Còn khi mình nhấn nút xa á, thì em sẽ cho một cái biến giữ này nó bằng biến đếm. Tức là giữ này nó sẽ bằng cái giá trị ban đầu của biến đếm. Thì cho một biến y bằng biến đếm, sau đó biến đếm này sẽ giảm đi một đơn vị. Tình trạng nó sẽ vòng lặp này, nó sẽ giảm đi một đơn vị, biến y này sẽ chạy theo đó, nó giảm đến khi mà biến y này á mà nó lớn hơn không á, nếu mà nó đúng á thì nó quay lại vòng lặp, còn nếu mà nó sai á, tức là biến đếm này nó bằng không á thì biến đếm này nó sẽ bằng biến giảm, biến đếm này nó sẽ bằng biến giảm là quay lại cái giá trị ban đầu, sau đó kết thúc. Và đây là lưu đồ của em. Thì câu đề bài tiếp theo là viết chương trình cho vi điều khiển. Thì chương trình của vi điều khiển á, thì em đã viết sẵn đây. Và sau đó là em sẽ giải thích. Thì ban đầu á, em sẽ khai báo á, là một cái mạch biến mãn là gồm S. Thì gồm biến mãn là gồm, trong đó là có các ký tự từ 0 đến 9, gồm 3 biến là biến đếm, biến giữ và biến y. Biến đếm sẽ cho bằng 5. Khởi tạo các biến ở bọt D, bọt D và bọt C sẽ bằng 0, còn bọt B nó là nó sẽ bằng từ B0 đến B1, B0 đến B2 nó sẽ bằng 1. Rồi. Chương trình đầu tiên là chương trình cho nút up. Thì mà mình sẽ kiểm tra là nếu mà nút up này á nó ban đầu á nó bằng 0 là đúng, thì mình sẽ là lúc lúc đang nhấn á thì nó sẽ delay 20 ms. Còn sau đó điều kiện tiếp theo là nếu mà biến up này mình thả, lúc mà mình đang thả nút đó thì biến đếm nó sẽ tăng lên một đơn vị, và nếu mà đếm này nó mà nó lớn hơn hoặc bằng 16 thì đếm này nó sẽ bằng 15 thôi. Còn khi mình xuất ra cái bọt trên C này á là bằng đếm phần trăm cho 10, tức là lấy giá trị nguyên của biến đếm
còn đếm đếm chia cho 10 lấy giá trị nguyên của biến đếm, còn đếm phần trăm cho 10 là lấy giá trị dư của biến đếm vào trên D. Làm tương tự cho trên biến DAO, mà ở đây á DAO nó có một cái điều kiện, đó là đếm này nó phải lớn hơn bằng 7 thì nó mới thực hiện được cái chương trình ở dưới. Còn nếu mà đếm là nó bé hơn 7 á thì nó sẽ không thực hiện được chương trình này. Rồi, tiếp theo là nút star. Nút star này á là cái từ if tới if này á, là cái này người ta gọi là chống tời, tức là khi mình nhấn vào mình thả ra thì chương trình nó mới thực hiện. Ban đầu em sử dụng một biến giữ nó bằng biến đếm, tức là giữ này nó sẽ bằng cái giá trị ban đầu của biến đếm. Khi mà mình nhấn nhấn thả cái nút start thì là nó sẽ giảm xuống một đơn vị. Em sử dụng vòng lặp for y bằng đếm, y lớn hơn bằng 0, y trừ trừ, thì sau đó biến đếm sẽ giảm một đơn vị. Bọn chân C này nó sẽ xuất ra là phần nguyên của biến đếm, và chân D nó sẽ xuất ra là phần dư của biến đếm. Và sau khi sử dụng vòng lặp, sau khi chạy hết vòng lặp for này thì mình sẽ quay lại cái giá trị ban đầu. Thì cái giá trị ban đầu của trên bọn C này nó sẽ bằng biến giữ là phần nguyên của cái giữ chia chia cho 10, nó sẽ quay lại giá trị con người. Còn bọn D nó sẽ là phần dư của cái biến giữ này, tức là cái giá trị khi bắt đầu giảm. Sau đó là đếm nó bằng biến đếm này, nó sẽ quay lại nút giữ để khi mà mình nhấn lại thì nó sẽ chạy lại chương trình. Sau bây giờ là em sẽ add cái chương trình này vào, build cái chương trình này vào Protoss để chạy cho thầy và các bạn xem. Bài này là bài 3. Sau đó mình chạy thử. Đây, ban đầu thì hai đèn led 7 đoạn nó sẽ hiển thị là 0,5. Thì bây giờ mình sẽ chạy nút up. Đây, nhấn thả nút up sẽ tăng lên một đơn vị. Đó. Rồi, còn khi mình nhấn thả nút down thì nó sẽ giảm xuống hai đơn vị. Đó, 0,8, 0,6. Đó. Khi mà nó là 0,6 tức là nó bé hơn 7 rồi, thì khi mình nhấn nút down nữa là nó sẽ xuống giá trị là không theo yêu cầu mình, mà ban đầu nó chỉ đếm từ 0 đến 15 thôi. Đây thì nó không nhấn được. Giờ mình thử tăng lên một đơn vị nha. Rồi thì mình khi mà nó cái biến đếm này nó bằng 7 rồi á thì tức là mình có thể giảm xuống được. Đó, mình có thể giảm xuống được, nhưng mà khi nó bằng 5 hoặc bằng 6 thì là mình nhấn nó không không chạy. Rồi, sau đây em sẽ nhấn thả nút start để nó chạy từ vì cái biến đếm này nó chạy về không, sau đó nó quay lại. Đó, nó sẽ quay lại ban đầu. Giả ví dụ như mình tăng lên tới 10 nha. Rồi, mình nhấn thả tăng. Đó, thì nó sẽ giảm từ 10 về 0. 4, 3, 2, 1, 0. Rồi quay lại biến 10. Đó. Rồi, và video của em đến đây là kết thúc. Mong thầy và các bạn xem video có nhận xét gì thì đánh giá, nhận xét để em hoàn thiện bài của mình hơn. Xin chào thầy và các bạn.